thì tiếp theo chúng ta sẽ đi tới một cái chỉ số là Pool Multiple ở đây nó là cái gì thì đây là một cái chỉ số giúp cho các bạn thống kê được các bạn xem được là hiện tại doanh thu của những thợ đào hay là những mỏ đào ở trên thị trường đó, đang đào Bitcoin là nó lời nhiều không cũng như là các bạn khi các bạn xem được cái revenue này đó, là các bạn cũng sẽ có cái hướng nếu như các bạn muốn nhảy vào các bạn đào đúng không các bạn cũng phải biết được doanh thu hiện tại của người ta trong cái ngành đó cái ngách đó là đang bao nhiêu tiền người ta kiếm được nhiều tiền không so với cái chi phí người ta bỏ ra thì các bạn mới dám nhảy vào thì cái PE multiple này á, nó cũng sẽ giúp cho các bạn quan sát được cái đó. Thì đây cái tính của nó đây các bạn. Nó sẽ là mining revenue tính theo USD nó chia cho là trung bình của 365 ngày trước. Chính vì nhờ chúng ta chia cho cái trung bình của doanh thu 365 ngày trước thì chúng ta mới biết là doanh thu hiện tại nó cao hay thấp. Chúng ta so với doanh thu một năm rồi. Thì hiện tại các bạn thấy ở đây cái chạc đây nè. Mà khi nó xuống thấp như vậy có nghĩa là cái doanh thu so với một năm vừa rồi một năm trước thì rõ ràng nó quá thấp. tự vì năm vừa rồi á năm trước năm 2021 á là bitcoin đang có giá rất là tốt, hầu như dao động ở mức là 40 mấy hoặc năm k đô cho nên là doanh thu của những mỏ đào này nó rất là nhiều. cho nên là gần đây khi bitcoin giảm xuống 20.000 thì rõ ràng là các bạn thấy là nó sụp đi, doanh thu nó giảm đi hầu như là một nửa nè. nhưng mà các bạn cũng biết rồi khi mà đào bitcoin á thì cái chi phí tiền điện là nó cố định mà khi giá bitcoin giảm đi một nửa chúng ta đâu thể nào nói với cái người mà bán điện cho chúng ta quốc gia mà bán điện cho chúng ta kêu là nó cũng điệt khao cho mình 50% đi làm sao có các bạn cho nên nhờ vào cái chỉ số revenue này nè chúng ta sẽ biết được là doanh thu của thợ đào nó giảm quá thì rõ ràng những người thợ đào họ sẽ có cái xu hướng họ hon bitcoin lại họ chưa có bán liền từ bán liền lỗ sao rõ ràng là cái doanh thu hiện tại là nó giảm rất nhiều so với một năm về trước rõ ràng họ bán bitcoin ra liền họ sẽ bị lỗ cho nên dẫn tới họ sẽ hon nhiều hơn đó từ chỉ số này chúng ta sẽ thấy được như vậy Hoặc là nếu như mà doanh thu đang quá cao Thì rõ ràng là cái việc mà thợ đào họ bán ra để họ chốt lời hay là họ về danh thu về doanh thu thì nó sẽ rất nhiều đó, cho nên chúng ta cần phải cẩn thận ở những thời điểm mà cái revenue của thợ đào mà nó cao Rồi đó là vì cái chỉ số là pull air multiple này Cái NVM ratio này nó là cái gì? Trên đó chúng ta có NVT là Network Value to Transaction đúng không? Còn đây chúng ta có là Network Value to là Make Cap Ratio Vậy thì cái mét kẹp này nó là cái gì các bạn? Thì đây các bạn muốn hiểu được cái mét kẹp này á Đây là một cái dạng một cái công thức tính của bên mạng viễn thông cũng như là cách mà chúng ta biết được là một cái hệ thống cái mạng lưới của nó nó có mạnh hay không những cái công ty mà làm phát triển về cái phần mềm á để chúng ta xem cái mạng lưới cái độ phủ của nó có lớn không để chúng ta biết được cái tầm ảnh hưởng của nó thì cái mét kẹp này nó là như vậy các bạn mình ví dụ đây mét kẹp lo đây ví dụ ứng dụng của cái mét kẹp này ở trong mạng viễn thông là sao khi chúng ta chỉ có hai cái điện thoại thì rõ ràng là hai điện thoại thì chỉ có thể gọi cho nhau thôi nhưng khi chúng ta có năm cái điện thoại thì rõ ràng cái số lượng option mà chúng ta có thể gọi cho người này người kia đồ á bắt đầu nó sẽ tăng lên đó các bạn thấy là nhiều cái option này, bằng cái cái cạnh này, này, đó nó là cái ngôi sao như là cái ngôi sao năm cánh vậy đó thì rõ ràng cái mạng lưới mà nó càng nhiều thì cái tỷ lệ mà những cái điện thoại á những cái nốt ở trong mạng lưới nó có thể liên hệ cho nhau nó sẽ càng lớn và nó sẽ dẫn đến điều gì các bạn có gần một cái mạng lưới uh, mạng xã hội lớn như Facebook đi. Có ràng việc rất nhiều người có thể tương tác cho nhau và nhiều người càng sử dụng cái ứng dụng đó càng phổ biến thì dẫn tới là người ta sẽ càng mua nhiều hơn đúng không? Facebook thì nó bán quảng cáo cho nên các bạn sẽ không có thấy rõ ràng nhưng khi chúng ta xài biển thông á, khi mà cái mạng giống như là mình ví dụ là mạng MobiFone đột nhiên nó chiếm tới 90% thị phần đi. Thì rõ ràng người ta sẽ muốn xài mạng MobiFone nhiều hơn để người ta gọi cho nhau đỡ túng tiền. Thì việc mà người ta mua cạc của MobiFone nó sẽ càng ngày càng nhiều hơn. Khi mà cái mạng lưới nó càng phổ biến thì người ta mua nhiều hơn thì dẫn tới là Cổ phiếu của MobiFone là sao ạ? À? Thì nó phải tăng lên. Thì trong Bitcoin nó cũng như vậy. Cái mạng lưới của Bitcoin mà nó càng phổ biến nó càng mạnh á thì việc mà người ta mua bán người ta trao đổi khiến giá Bitcoin nó tăng là đương nhiên. Cũng là với ví dụ này, nếu như mà cái mạng lưới mà nó càng bé lại nó càng eo hẹp thì cái việc người ta mua bán nó càng ngày càng ít đi dẫn tới giá của nó sẽ giảm. Cho nên là cái NVM này, chỉ số là network value to là kẹp là nó liên quan tới cái vấn đề đó các bạn, cái độ phổ biến của cái mạng lưới đó. Cho nên nó lấy đây nè các bạn là máy kẹt cáp nó chia cho là số lượng daily active address đó. bình phương lên bình phương là do là do khi các bạn thấy số lượng những cái nốt ở trên mạng á, mà nó hoạt động càng nhiều á, thì ví dụ là chúng ta có hai cái điện thoại đi thì chúng ta có thể gọi cho nhau thôi nhưng mà thí dụ chúng ta có 10 đúng không thì chúng ta sẽ là có 10 mũ 2 là 10 x 10 á. sự lựa chọn giữa chúng ta gọi giữa các node khác nhau. Đó là tại sao có bình phương đó. Thì rõ ràng cái chỉ số NVM ratio này khi mà chúng ta chia mà nó ra càng lớn là có nghĩa là nó đang được định giá quá cao. Còn khi mà cái số lượng mà đây daily address này nè mà nó tăng nhiều lên và nó chiếm trọng số lớn so với market cap thì nó sẽ làm cho chỉ số NVM này nó giảm. Là dẫn tới là chúng ta thấy là cái mạng lưới nó đang được phủ rộng và nó phổ biến hơn so với lại cái giá trị là nó đang so với lại giá trị của mạng lưới đó các bạn. Thì qua cái chạc các bạn có thể thấy là khi mà Bitcoin nó tăng nè thì các bạn thấy được là cái NVM này nó tăng theo rất là nhiều Đó dẫn tới là cái việc mà cái giá trị của mạng lưới nó so với lại cái lượng mà độ phủ của mạng lưới á Nó đang nhiều hơn rất là nhiều dẫn tới là cái việc mà Bitcoin nó giảm giá nó đi vào cái chu kỳ Mà giảm giá thì nó sẽ rất có khả năng xảy ra Và thông thường á, sao sang thấy á Để mà cái chỉ số này chúng ta ứng dụng tốt hơn thì các bạn có thể thấy là Nếu như mà nó dưới 0.2 nha nó dưới 0.2 hoặc ở đâu đó khoảng 0.25 á là cái vùng mà chúng ta có thể mua nó phù hợp hơn nếu như các bạn muốn ứng dụng cái chỉ số này còn khi mà nó lên tới trên một các bạn trên một là cái vùng mà nó nó quá cao rồi khi mà cái giá trị mạng lưới chúng ta so với lại cái độ phủ của mạng lưới thì đang quá cao hoặc là cái mức độ phát triển của bitcoin nó đang chưa có mạnh tới mức như vậy mà cái giá trị của nó lại tăng quá nhanh đó các bạn hiểu ý không ạ à? các bạn tưởng tượng như là cái mạng viễn thông ví dụ là nó mới phát triển ở khu phố thôi mà cái giá trị của nó đã tăng lên tới cả nước rồi ví dụ vậy thì có nghĩa là người ta đang mua quá nhiều so với là cái giá trị mà nó có thể khả năng mà nó đáp ứng được ở từ chỉ số này chúng ta có thể thấy được nếu như mà cái daily active address ấy, mà nó phải đeo bám được cái giá trị vốn hóa của bitcoin ấy, thì nó mới cho thấy được là bitcoin đang phát triển nó mở rộng mạng lưới mà nó phù hợp cho cái sự tăng giá đó còn nếu như mà cái giá được bơm quá cao là cho thấy là Bitcoin nó đang chưa phát triển tới tới mức đó là cái vùng đó là chúng ta nên bán ra cứ nhắc bán ra thì đây là một cái chỉ số cũng khá là hay các bạn để nó cho thấy được cái sự khan hiếm của Bitcoin á chỉ số này kêu là SF hoặc là S S 2 F S2F là stock to flow đây để sang bấm vào đây cho các bạn xem để dễ hình dung thì nó sẽ lấy đây nè nó sẽ lấy cái lượng coi hiện tại á. cái lượng mà cung hiện tại của Bitcoin á, nó chia cho là cái số lượng phát hành mới mỗi ngày Tại sao chúng ta chia ra như vậy mà chúng ta biết được cái sự khan hiếm Là ở đây sang ví dụ đi Ví dụ với vàng đi Thì rõ ràng là cái lượng cung của vàng á Cái lượng lưu thông của vàng ở trên thế giới hiện tại là nó đang ở một mức độ nhất định thôi Đúng không? Ví dụ là khoảng 100.000 tấn vàng đi Và cái lượng người ta khai thác được ra mỗi ngày Mỗi năm của vàng chứ Là nó đâu đó là khoảng là 2-3.000 tấn như vậy gì đấy Thì mình ví, ví dụ là mỗi năm khai thác được 2.000 tấn vàng đi và cái lượng cung trên toàn thế giới là khoảng 100 000 tấn thì nếu như mà cái SF này á, cho ra cái số càng lớn là cho thấy là cái lượng lượng mà khai thác của vàng hay là Bitcoin nó đang càng ngày nó càng ít đi đúng chưa hoặc là nếu như mà chúng ta thấy cái chỉ số này nó càng giảm mạnh cho thấy là nó đang được dư thừa bên ngoài rất là nhiều đây cái chạc đây các bạn có thể thấy tại sao nó có cái nét đứt ở đây là bởi vì á, cái thời điểm khi mà cái chỉ số mà stock flow này á, nó đang thấp như vậy là cái thời điểm trước năm 2020 trước khi mà Bitcoin nó heo đó các bạn Trước khi cái phần thưởng à, khối của Bitcoin nó giảm Thì cái lần lứt này là cái thời điểm mà Bitcoin heo nè Thì rõ ràng cái Cái lượng cung lưu thông bên ngoài nó đang khoảng là 19 triệu Mà cái số lượng khai thác của Bitcoin đó, Mà nó giảm Thì dẫn tới là cái chỉ số mà SF này nó sẽ tăng lên Mà các bạn biết là khi Bitcoin heo á thì cái lượng mà phần thưởng của Bitcoin nó sẽ bị giảm đi một nửa đây các bạn nhìn vào công thức đây thì thằng này nè. Thằng này mình ví dụ là nó đang giữ nguyên đi. Nó đang giữ nguyên mà cái thằng này lại giảm thì thằng SF nó phải tăng chứ. Đúng chưa? Cái mẫu bên dưới mà nó càng giảm thì là SF này nó sẽ càng tăng. Và cái lượng khai thác của Bitcoin mà càng ngày càng giảm thì cái cái độ khan hiếm của chỉ số SF này nó sẽ cho thấy là Bitcoin nó càng tăng lên là như vậy. Đó. Và trước đó này các bạn thấy SF nè nó chia ra được đâu đó khoảng 10.000 Đó nó chỉ trung bình đâu đó khoảng 10.000. Và sau khi Bitcoin nó heo viên thì nó ra đâu đó, đó khoảng là 20 ngàn Thì các bạn tưởng tượng là lấy 19 triệu mà các bạn chia cho cái số này là các bạn biết được là cái số lượng Bitcoin đang được khai thác hàng ngày nó khoảng bao nhiêu à Nó khoảng 1 ngàn Đúng không? Ví dụ mình lấy 19 triệu này mình làm tròn là 20 triệu đi Thì số lượng khai thác hàng ngày nó khoảng 1 ngàn thì ở đây nó chia nó mới ra 20 ngàn chứ Là có nghĩa là số lượng Bitcoin đang được khai thác ra mỗi ngày đâu đó là khoảng 1 ngàn Bitcoin và ở thời điểm trước khi nó heo viên á, thì nó đang được khai thác là với mức là khoảng 2.000 Bitcoin mỗi ngày Bây giờ nó còn 1 ngàn thôi bởi vì cái phần thưởng là nó bị chia đôi rồi và ở đây tại sao nó dựng cột ở đây các bạn tại sao nó có cái cột dựng ở đây nè dựng ở đây là lên tới năm mươi mấy ngàn luôn nó chia ra năm mươi mấy ngàn là cái cái ngày mà 27 tháng 6 2021 này chứng tỏ là cái ngày này là người ta khai thác ra được tới là 5 ngàn Bitcoin luôn trong thời điểm này nó khai thác ra được tới 5 ngàn nó gấp đôi bình thường các bạn Tại sao như vậy thì có khả năng là khi mà thời điểm Bitcoin giá nó cao như vậy thì người ta đổ xô, người ta mua nhiều cái máy đào, người ta mua trâu cày và người ta đào Bitcoin nhiều Thì dẫn tới là cái thời điểm này là nó bị tăng đột biến lên như vậy Nhưng các bạn cũng biết là với cái thuật toán của Bitcoin á, thì nó luôn cho ra cái thời gian mà tạo khói trung bình là 10 phút 10 phút cho một khói Cho nên khi cái số lượng mà tăng đột biến như vậy á, thì có thể là ban đầu thì cái số lượng Bitcoin sẽ được đào ra nhiều hơn Nhưng ngay lập tức là cái mạng lưới của Bitcoin, cái thuật toán á, nó sẽ làm cho cái việc mà đào Bitcoin á, nó sẽ bị khó lên khi mà nhiều người đào thì độ khó nó phải tăng lên Để cho cái thời gian trung bình nó cũng vẫn là 10 phút Còn nếu như ít người đào đi Thì cái thuật toán nó sẽ dễ lại Miễn làm sao để Các cái khối mới được thêm vào trong mạng lưới Nó sẽ có thời gian trung bình là khoảng 10 phút Đó là như vậy Cho nên các bạn thấy ngay khi mà dựng cột nè Nó khai thác được 5.000 Bitcoin vào ngày 27 tháng 6 Thì về sau là nó sẽ bị giảm ngay liền các bạn Không còn, hầu như không còn ai có thể khai thác được Cái số lượng đó ở những ngày khác cả Không thể luôn Cho nên là nó luôn đâu đó là nó đều khoảng một 000 bitcoin mỗi ngày đó là các bạn thấy được xem cái chạc này các bạn thấy được là đang có bao nhiêu bitcoin sinh ra mỗi ngày và so với lại cái circulating supply á thì nó có đang khan hiếm nhiều không ở đây cái chỉ số rất là hay các bạn các bạn cần phải quan tâm kỹ để các bạn thấy được là nó có đang biến động gì về cái việc phần thưởng khói của bitcoin không